Em chào cả nhà nhé. Vừa đã chúng anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Hôm nay chúng sẽ lên video cát cho mọi người nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 3. Shop nhà em là ở Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ mọi người nhé. Cả nhà đặt hàng vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190. Và em Trung sẽ lên mã cát cho mọi người. Đấy, buổi sáng này em Trung có lên một cái video tổng hợp cát, nhưng mà một số bác nhiều tuổi là khi mà cả nhà mà xem video là khó phân biệt được từng mã cát, thế nên em Trung các bác bảo là Trung ơi lên từng video cho chú đi, thì em sẽ lên từng video một và em sẽ lưu em sẽ đăng lên trên YouTube cũng như là trên fanpage Vườn An Trung Anh mọi người nhé. Và các mã này em sẽ bán xuyên suốt, và khi mà các bác đặt hàng thì có thể là tham khảo trên những cái video và gọi điện cho em Trung, nếu mã nào còn em Trung báo còn và khi nào về em Trung lại báo cho mọi người. Và em biết cái mã này đó là mã thông chai Su Van Gold 5 này, một trong những dòng cát nổi tiếng bên Thái Lan, mặt hoa đẹp, cánh hoa tròn, lưỡi tím rất là đẹp luôn. Đấy, cánh bầu rất là xinh mọi người nhá. Và dòng này nó ra hoa rất là rộ, tức là trong một mùa ra hoa nó ra liên tục mọi người nhá. Và hoa rất là mê luôn, có mùi thơm. Đấy, và dòng Su Van Gold 5 này nếu mà để một cây như em Trung bán cho mọi người này trên thị trường đang bán là 150 một chậu. Thế nhưng hôm nay em Trung tri ân đối với bác nào mà like video cũng như là đăng ký kênh YouTube Vườn An Trung Anh cũng như là theo dõi và like fanpage Vườn An Trung Anh mọi người nhá. Với giá giảm giá bằng 50%, chỉ còn 75.000 một chậu. Và em Trung tri ân cho mọi người 20 chậu. 75.000 một chậu nhá, mọi người không giật mình đâu. Khi mà em Trung giơ cây em nghĩ là mọi người không nghĩ là sao mà cây to đẹp thế mà em Trung lại bán quá là rẻ luôn. Dòng sông hoa Su Gold 5 này là một trong những cánh bầu, cánh tròn mọi người nhá, bao chuẩn tem mặt hoa. Và dòng này trộm rất là to rồi mọi người này. Đấy, có những cái tem đã ra hoa rồi mọi người này. Đấy, về là các bác chăm lại là ra những cái mầm mới đã bắt đầu ra hoa, cây rất to như này mọi người này. Em không nghĩ là cái mã Stone Su Van Gold 5 nó đẹp như thế này. Bình thường một chậu to đẹp này thị trường đang bán cho cả nhà với giá là 150. Có khi mà có một nụ nhỏ thôi, có khi lên đến 180.000 một chậu, đến 250.000 một chậu. Thế nhưng em Trung bán cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? 75.000 một chậu. Riêng mã này em Trung giảm giá 50% luôn. Một chậu to lùm bao chuẩn mặt hoa, rất là đẹp luôn. Thằng Su Van Gold 5 này là một trong những dòng cát cây to và nó ra hoa rộ mọi người nhá. Ra hoa rất là rộ đây mọi người. Nó ra hoa từng đợt một đây mọi người. Những cái này về mọi người có thể kích cát được cho em rồi này. Đấy, thông ra Su Gold 5 rất là đẹp như thế này. Với giá tri ân mọi người 75.000 một chậu. Và em Trung đi đơn ít nhất là 3 chậu. Đặc biệt mọi người đi 5 chậu là em Trung bao ship nhanh cho mọi người. Đấy, thật sự là cái mã này hôm nay bác nào không chốt là tiếc lắm luôn cả nhà nhá. Tiếc cực kỳ luôn. Bởi vì chậu rất là to, rất là đẹp. Và về cái là có thể cho hoa luôn mọi người này. Đấy, bác nào muốn chơi những cái chậu tác phẩm to mọi người nhá, mọi người chơi 3 chậu cho em như này. Đấy là rất là đẹp rồi. Một chậu này nó nở ra bung lụa thì rất là xinh luôn. Cái dòng Thu Sô Gold 5 này mọi người nhé, mọi người chốt comment cho em là mã số 32. Mã số 32 mọi người nhé. Đấy, TA32 cho em Trung. À TA22, sorry mọi người, TA22 nhé. Mã số thông Su Van Gold 5, một trong những mặt hoa cắt đẹp và bông rất là to, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người chốt thì gọi điện đến hotline hoặc Zalo của em Trung là 0978811190 và là lấy cho anh mã số 22 thông Su Van Gold 5. Những cái chậu cát trưởng thành rất là đẹp như này mọi người nhá. Nhớ là đi đơn từ 3 cây cho em Trung, bởi vì em Trung tri ân giảm giá 50%, chỉ có 75.000 một chậu thôi. Và nếu mà trong cái video này mà mọi người đặt hàng nhiều mà em Trung lỡ thiếu hàng thì các bác vui lòng em Trung sẽ gọi điện xác nhận đơn cũng như là bảo mọi người là chờ đến lô sau. Đấy, nếu mà các bác đặt nhiều thì em Trung vẫn cố gắng là làm sao để cái lô sau về vẫn giảm giá 50% cho mọi người mã này. Đấy, tùy theo mã nhá. Nhưng mà riêng mã này là em Trung giảm 50% đấy. Tri ân mọi người trong YouTube. Đấy, kênh của em Trung thì chuẩn bị đạt 4K sắp mọi người nhá. Thế nên là em Trung sẽ tri ân cho mọi người. Trong những cái mã khác em Trung sẽ giảm giá một cái mã nào đó 50% để thay lời tri ân cũng như là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Vườn An Trung Anh trong suốt một thời gian quá dài. Cũng như là đồng hành cùng kênh YouTube Vườn An Trung Anh trong 4 tháng vừa qua. Đấy, trong 4 tháng mà em Trung đã cũng như là được sự đồng hành, sự ủng hộ của mọi người. Kênh của em Trung chuẩn bị đạt 4K cũng như là được rất nhiều khách hàng mà biết đến cũng như là tin tưởng và ủng hộ em Trung rất là nhiều. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngoài cái kênh fanpage Vườn An Trung Anh thì mọi người cũng luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh YouTube Vườn An Trung Anh của em Trung. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là bình an. Hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo và nhanh tay nhấc máy và alo cho em Trung theo hotline là 0978811190 để đặt hàng cũng như là hướng dẫn, nghe những cái hướng dẫn, những cái chia sẻ về cách chăm sóc hoa lan cũng như là cách trồng hoa lan sao cho hiệu quả mọi người nhé. Mọi người đặt hàng mã này comment cho em Trung cũng như là gọi điện cho em Trung là mã số TA22
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ nhấn vào đường link, nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh YouTube Vườn Ăn Trung Anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.